Thưa quý vị, đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhà đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngành đường sắt đã tổ chức bán vé sớm kể từ ngày 1 tháng 10 vừa qua. Sau hai tuần mở bán vé thì tổng số vé đã thanh toán là hơn 62.000 vé. Thế vào đó thì ngành đường sắt cũng đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như là giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn hành khách có thể khách hàng giảm 3% cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn từ ngày 27 tháng 1 năm 2025, tức là ngày 28 tháng Chạp và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu. Cũng liên quan đến giao thông đường sắt thì dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến tại hội nghị Trung ương 10 vừa qua. Với mục tiêu kết nối các thành phố lớn và rút ngắn thời gian di chuyển, dự án không chỉ mang lại những cơ hội phát triển kinh tế vượt trội mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Vậy đường sắt sẽ ra sao cần tính toán quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia? Như thế nào? Trong bối cảnh hình thành hệ thống đường sắt cao tốc, mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Giống như nhiều du khách khi đến Việt Nam, anh Kiang Hoe rất thích những chuyến đi khám phá cảnh đẹp của Việt Nam. Dù phải mất nhiều thời gian di chuyển hơn các phương tiện khác, nhưng anh vẫn chọn di chuyển bằng tàu hỏa. Khi biết thông tin có dự án đường sắt tốc độ cao rút ngắn thời gian di chuyển từ 30 tiếng còn hơn 5 tiếng, anh rất thích thú. Lựa chọn tàu hỏa mất nhiều thời gian, nhưng tương lai Việt Nam đang cố gắng phấn đấu có một tuyến đường sắt cao tốc trên trục Bắc Nam là điều tốt bởi nó rút ngắn khoảng cách của du khách, tiếp cận các điểm mất ít thời gian. Tôi thấy thích thú và điều này sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế đến thăm Việt Nam. Được biết khi đường sắt cao tốc được hình thành, đường sắt hiện hữu vẫn đóng vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa và hành khách, nhất là chặng ngắn. Do vậy các chuyên gia cho rằng hạ tầng đường sắt hiện hữu cũng cần có sự đầu tư nâng cấp quay trở về tính toán cái hiệu quả nếu ta giữ nó duy trì nó thì ta phải đầu tư thêm lên bao nhiêu và cụ thể là chở hàng gì trừ cái hàng container và hàng đóng gói rồi nhưng chúng ta phải tính là vậy thì để cả một cái tuyến đường sắt mà chỉ chở một cái lượng hàng mà không thuận lợi cho vận tải trên đường sắt tốc độ cao thì cái tổng lượng hàng nó có đủ lớn để mà duy trì một cái hệ thống đường sắt mà cái chi phí bảo dưỡng duy tu rất là tốn kém hay không một tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại nối liền Bắc Nam được đầu tư trong tương lai gần là mong mỏi của nhân dân và du khách. Nhưng trong lúc chờ tuyến đường sắt mới này hình thành, đường sắt hiện hữu rất cần được quan tâm đúng mức và đầu tư nâng cấp để nâng cao năng lực, phát huy thế mạnh vốn có, đóng góp vào sự lớn mạnh của hệ thống giao thông vận tải quốc gia. Thưa quý vị, từ hôm qua ngày 15 tháng 10, thì công nghệ di động 2G đã chính thức ngừng hoạt động tại Việt Nam. Mạng 2G được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1993 mang đến bước đột phát lớn cho ngành viễn thông khi cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi, nhắn tin và truy cập dữ liệu di động một cách cơ bản. Tuy nhiên, sau hơn 3 thập kỷ thì công nghệ này đã thực sự lạc hậu trước sự phát triển mạnh mẽ của các thế hệ mạng mới như là 4G, 5G và sắp tới là 6G. Mạng 2G đã không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại và hiện thì còn khoảng 700.000 thuê bao 2G only đang hoạt động chiếm chưa đến 1% tổng số thuê bao di động tại Việt Nam. Đa số những người dùng này là những người cao tuổi sống ở các khu vực vùng sâu, vùng xa và không có nhiều nhu cầu sử dụng các dịch vụ di động hiện đại. Và cũng trong ngày 15 tháng 10, Viettel cũng đã tuyên bố chính thức khai trương mạng 5G tại 63 tỉnh, thành phố, với tốc độ có thể đạt đến từ 700 MB đến 1 GB, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng không. Những tuần qua, thì hoạt động xuất nhập khẩu nông sản hoa quả tươi qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng mạnh. Mỗi ngày có từ 1.200 đến 1.300 xe thông quan xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn với gần 80% mặt hàng xuất khẩu là nông sản, hoa quả tươi như là trái thanh long, xoài, mít sầu riêng. Trong đó, thì mặt hàng sầu riêng đang là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn, có giá trị xuất khẩu cao sang thị trường Trung Quốc. quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 10, trên các mặt báo số ra hôm nay có những bài viết nào đáng chú ý. Mời quý vị cùng chương trình điểm qua trong một điểm báo ngay sau đây. Thưa quý vị, nghiên cứu của ba nhà kinh tế khoa học vừa được trao giải Nobel về kinh tế. Đó là vấn đề liên quan đến khám phá vai trò các thể chế định hình nên sự thịnh vượng của các quốc gia. Bài viết đáng chú ý này được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Theo bài viết, thì đối với các quốc gia đang phát triển và đổi mới nổi như là Việt Nam thì giải Nobel Kinh tế hay còn gọi là Nobel Khoa học Kinh tế năm nay mang lại những bài học sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của các thể chế tiến bộ về dung hợp và nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy các cải cách về thể chế. Trong nhiều nghiên cứu của mình, nổi bật là trong số đó quyển sách nổi tiếng tại sao các quốc gia thất bại, nguồn gốc của quyền lực, tình vượng và nghèo đói. Tác giả lập luận rằng một số quốc gia giàu có và thịnh vượng hơn những quốc gia khác là do các thể chế chính chính trị và kinh tế của họ chứ không phải do khí hậu, địa lý hoặc do văn hóa của quốc gia đó. Nói khác đi, thể chế bao gồm về thể chế chính trị kinh tế sẽ định hình nên số phận của mình chứ không phải là định mệnh. Các thể chế tốt được gọi là thể chế bao trùm hay dung hợp sẽ tạo nên điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, tạo ra sự phát triển thịnh vượng, trong khi các thể chế xấu có thể là khai thác hay là tước đoạt sẽ khiến quốc gia trở nên kém hấp dẫn, bất ổn và ngày càng nghèo đói cũng là câu chuyện liên quan đến kinh tế và các chính sách liên quan thì viện nghiên cứu kinh tế và chính sách vừa đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP, trong đó thì ở kịch bản cao tăng trưởng quý 4 và cả năm 2024 sẽ đạt lần lượt ở mức là 7,4% và 7%. Bài viết trên báo Lao động Tại tòa đàm đối thoại chính sách phục hồi tăng trưởng, triển vọng và thách thức, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, phân tích chi tiết ở phía tổng cầu, thương mại trên đà, hồi phục và dòng vốn FDI tích cực là động lực tăng trưởng chính. Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn và thách thức đang xen, thì đơn vị này đưa ra hai kịch bản cao và thấp với kịch bản cao, tăng trưởng sẽ ở quý tư đi ngang với mức 7,4%. Tăng trưởng cả năm 2024 dự kiến sẽ đạt mục tiêu mới là 7,0% mà chính phủ đề ra cho năm 2024. Với kịch bản thấp, thì tăng trưởng quý tư sẽ dưới mức 7%. Dự báo tăng trưởng cả năm 2024 sẽ dao động quanh mức là 6,84%. Chuyển sang các bài viết đáng chú ý liên quan lĩnh vực bất động sản. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì giá đất, giá căn hộ chung cư tăng phi mã, trong khi đó thì tình trạng đất đai bất động sản bỏ hoang thì vẫn diễn ra ở nhiều khu đô thị. Đề xuất đánh thuế bất động sản đối với trường hợp sở hữu sử dụng nhiều nhà đất được kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng đầu cơ đẩy giá nhà đất lên cao. Bài viết đáng chú ý này được đăng trên báo Đại Đoàn Kết. Cụ thể thế giới chuyên gia cần thiết phải đánh thuế bất động sản thứ hai trở đi và bất động sản bỏ hoang. Giải pháp này mang lại lợi ích kép bao gồm tình trạng đầu cơ sẽ bị hạn chế, đảm bảo cân bằng trên thị trường và thúc đẩy nhu cầu sử dụng thay vì sở hữu nhiều nhà đất rồi bỏ hoang và gây lãng phí. Tuy nhiên, thời điểm đánh thuế cần phải cân nhắc kỹ bởi công cụ này tác động đến nhóm nhà đầu tư đầu cơ và ảnh hưởng trực tiếp đến những doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản. Và trong thời điểm thị trường mới phục hồi, áp dụng ngay công cụ thuế này có thể khiến cho thị trường khó chồng khó. Ở một khía cạnh khác cũng liên quan đến lĩnh vực bất động sản thì theo báo Kinh tế và Đô thị, mặc dù chế tài xử phạt hành chính những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã được quy định đầy đủ, tuy nhiên mức xử phạt chưa tương xứng với lợi nhuận thu được khi mà sai phạm. Do đó thì nhiều doanh nghiệp sẵn sàng lách luật để tư lợi ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng. Thời gian qua thì tình trạng che giấu thông tin về các sản phẩm, nhà đất của phía chủ đầu tư, doanh nghiệp môi giới bất động sản hay việc vẽ dự án ma diễn ra hết sức phức tạp do sự lỏng lẻo của các quy định của hệ thống pháp lý. Bên cạnh đó, mức chế tài xử phạt hành chính đối với những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vi phạm việc công khai thông tin về sản phẩm nhà đất dường như vẫn chưa đủ sức răng đe. Để nâng cao quản lý công tác này, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 16. Theo đó, thì mức xử phạt vi phạm hành chính sẽ tăng cao hơn ở mức từ 800 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng, áp dụng cao nhất cho 4 hành vi. Chủ đầu tư không công khai thông tin thế chấp nhà ở, công trình xây dựng phần diện tích sàn trong công trình quyền sử dụng đất của dự án bất động sản đưa vào kinh doanh